để chạy rất nhanh. Mỗi cái là chân phải đi kép hai chân sau này. Đấy. Mọi thứ đều tốt, đều ổn, đều đẹp. Đấy, bạn này có giá là 2 triệu các bác nhé. Ui dồi. Em dưới này để hết chó. Đây cũng có một em cọc đen luôn. Đấy. Con này bao nhiêu em? 2 triệu. Ơi giời. Đen gần tuyền luôn. Đốm lưỡi. Đấy, cọc đen. Cũng 2 triệu. Như vậy hôm nay có hai em 2 triệu. À, cũng bà này thì không hề đề nhé. Bà này thì không hề đề. Bà này mới ra chợ nên hơi nhát. Chân này chắc về đổ ít đép điếc vào là khỏi luôn. Mình mất lông, mất tí lông ở chân. Bà chân trụ nhé. Em này chắc em mới ra này. Gái bé con trắng này xem nào. Bé trắng này anh em xem tí. Đấy. Trắng đực. Bạn này chắc tầm 3 cân rưỡi 4 cân quá. Đuôi khóa trái, đốm lưỡi đuôi khóa trái, mũi hồng. Đấy. Giá cứng là 8 triệu ở tại chợ luôn các bác. Quá là đẹp luôn. Đầu thủ, chân tay, đuôi dài xuất sắc. Này xuất sắc rồi. Em này được sự like, tức là bố đỏ, mẹ đỏ, nhưng mà để trắng, tức là giống như kiểu chim để ra chim trắng. Chà mà má đỏ nhưng mà lại để ra chim trắng mỏ hồng, giống kiểu bạch tạng các bạn. Bố mẹ là đỏ nhưng mà lại để ra trắng, mắt xanh nhưng mà đỏ. Đấy, các bác cái đẹp này thì có thể liên hệ số điện thoại 0986 298 092 để em bắt giúp các bác nhé. À, em cuối cùng nữa là em bỏ khoang giá 1,3 triệu này. Tuần trước thì các bác có bác tìm là hiện gọi điện tìm nhưng mà họ mang về mất là cuối chợ. Thì hôm nay họ lại mang ra. Thì các bác nào mà tìm kiếm và thích nuôi những dòng mà gọi là khoang khoang này thì có thể liên hệ em bắt giúp luôn nhé. Màu lông thì quá đẹp rồi. Cả cọc nữa. Cọc đen không hề đề. Đốm lưỡi. Đuôi quả quýt. Đấy. Em su vàng. Su vàng này em vàng này mõm lại đen. Mõm hơi đen một tí mà đúng đấy. Đen ít thôi, không đen nhiều. Đấy. Su vàng được. Đấy, đuôi xoăn chìa khóa luôn. Xoăn hình con ốc luôn các bác. Chị ơi, con vàng của chị bao nhiêu? 3 triệu à? Này to mập. Này được 6-7 cân rồi các bác. Bà to, bà có giá có 3 triệu các bác. Chất lượng quá thích luôn. Đó là xuất
xuất sắc nhất chợ luôn.